trọng sinh, thầy bói, trảo quỷ, đơn nguyên kịch, sản văn, có nam chủ, căn cứ nội dung vở kịch phát triển, nữ chủ khả năng không CP, xem độc giả mà định, một khi tỉnh lại, quốc sư Bạch Kiều vạn người kính ngưỡng lại xuyên qua thành thê tử bi thảm. Nguyên chủ rõ ràng tướng mạo xinh đẹp, xuất thân dòng giỏi thư hương, lại bị người ám toán hạ cổ, cuối cùng cửa nát nhà tan, đánh mất chức năng sinh sản bị người vứt bỏ. Nếu đã tiếp quản thân thể, vậy nàng có nghĩa vụ giúp tiền thân báo thù rửa hận sống sót bạch kiều một nghèo hai trắng trở lại nghề cũ mở ra hành trình đoán mệnh trực tiếp chị giúp anh em với gần đây anh ấy có chút không bình thường thân là thẳng nam sắt thép lại mặc đồ nữ vào hộp đêm bạch kiều không có việc gì huynh đệ ngươi bị quỷ nhập thân em chính là cái diễm quỷ thỏa mãn nàng là tốt rồi đại sư con trai tôi bị bắt cóc tiền chuột đã giao nhưng nó vẫn chưa trở về, xin ngài giúp tôi. Bạch Kiều Hỏi tôi cũng vô dụng, phải hỏi tình nhân của cô. Đại sư, đoàn du lịch của chúng ta hình như đã xảy ra chuyện, gần đây tất cả mọi người đều mơ cùng một giấc mộng, trong mộng chúng ta đều chết sạch. Bạch Kiều Tự tin một chút, bỏ chữ hình như, hoàng có đầu nợ có chủ, chuyện của các ngươi ta không quản được. Nhà ma kinh hồn, nữ minh tinh bị chặt chân, thiếu gia giàu nhất bị bắt cóc tới đông nam á đoàn du lịch thi thể người từng chuyện từng chuyện câu tâm phách của ngươi chương một lần đầu trực tiếp gặp liếm chó bạn đang nghe tại truyện chấm audio một khi tỉnh lại bạch kiều bị người ta đạp xuống đất nồn ra máu tươi vết máu biến thành màu đen ngửi thấy mùi tanh hồ ly tinh không biết xấu hổ ít ở chỗ này giả bộ đáng thương về sau ngươi còn dám dây dưa tiểu mộc ta liền đánh gãy chân của ngươi. Âm thanh bén nhọn vang lên, lưu lại bóng lưng phẫn hận của người phụ nữ béo. Bạch Kiều đứng dậy phủi bụi, một đoạn ký ức không thuộc về mình hiện lên trong đầu. Nàng xuyên qua, trở thành một tên xinh đẹp nhân thê. Người vợ này không có mỹ mạo, trượng phu ngoại tình khuê mật, song song bức nàng tình thân xuất hộ, bôi nhỏ danh dự, mất đi công tác, thậm chí hại chết cha mẹ nguyên thân mà nguyên thân không biết chuyện còn chạy tới hướng chồng trước vay tiền, kết quả xuất hiện một màn mở đầu. Bạch Kiều lau miệng mũi, dán đi tập tỉnh trở lại tầng hầm cũ. Cô súc miệng đơn giản, vừa ra khỏi toilet đã cảm thấy dạ dày đau nhói. Bạch Kiều nhìn chầm chầm vào gương, nhíu mày một lát, tay phải nhanh chóng bấm nút thắt, dùng sức đặt ở đan điện của mình. Một lát sau, cô phun ra một con sâu màu đen, to bằng ngón cái, nhìn thấm người. Kiếp trước, Bạch Kiều là một quốc sư, am hiểu bói toán huyền học, liếc mắt một cái liền nhìn ra nguyên thân là bị người hạ cổ chết. Không chỉ có như thế, nguyên thân phụ mẫu mặt ngoài mặc dù chết ngoài ý muốn, nhưng khắp nơi lộ ra quỷ dị. Bạch Kiều nếu kế thường nguyên thân thể, tự nhiên muốn giúp nàng báo thù, hảo hảo sống qua ngày, chiếu cố người nhà của nàng. Cô dùng bật lửa thiêu chết sau bò cổ, lại nấu cho mình một chén canh gạo nếp lớn. Tuy rằng hiện tại bức ra cổ trùng, nhưng còn dư độc chưa tan, cám lúa mạch cùng gạo nếp đều có công hiệu khử cổ độc, cần phối hợp uống vài ngày. Đầu bạch kiều này vừa uống thuốc xong, đầu kia điện thoại tự như bùa đòi mạng kêu không ngừng. Alo. Bạch kiều hữu khí vô lực. Trong điện thoại truyền đến giọng nữ ngọt ngào. Xin chào, xin hỏi ngài là người nhà của bạch tiểu diệt sao? Đúng vậy. Bạch Kiều lúc này mới nhớ tới, nguyên thân còn có một đệ đệ tàn tật, bây giờ cũng là trạng thái nửa chết nửa sống bên này thông báo cho ngài một chút tiền thuốc men của anh ấy đã khất nợ một tuần tuần này nếu không tiếp tục chúng tôi chỉ có thể đình chỉ trị liệu giọng nữ qua điện thoại dễ nghe cân nhắc nói dù sao chúng tôi cũng là bệnh viện cũng không phải tổ chức từ thiện xin lượng thứ được rồi cuối tuần này tôi sẽ đến bệnh viện gia hạn phí bạch kiều nhìn số dư trên di động không khỏi thở dài xem ra hiện tại sốt ruột nhất chính là kiếm tiền tiếp tục kéo dài nữa đệ đệ sẽ gặp nguy hiểm bạch kiều trầm tư suy nghĩ biện pháp kiếm tiền lấy năng lực hiện tại của nàng cũng có thể mưu chút chức vị nhưng những thứ kia tới tiền quá chậm đột nhiên cô nhìn điện thoại di động có ý tưởng tuyệt vời phát sóng trực tiếp xem bói xã hội ngày nay mặc dù không mê tín nhưng mọi người đều ôm một phần kính sợ đối với huyền học chỉ cần cô tính toán chuẩn còn sợ không ai đưa tiền sao nói làm là làm bạch kiều đơn giản dọn dẹp tầng hầm ngầm một chút dọn ra một mảnh đất đặt giá đỡ điện thoại di động sau đó đăng ký tài khoản trên nền tảng hổ hổ tên là thất kiều sinh yên thứ nhất nàng cùng nguyên thân trùng tên trùng họ đều gọi là bạch kiều liền lấy chữ này bảy là con số may mắn của bạn sau khi đăng ký xong tất cả thủ tục cô trực tiếp phát sóng tiêu đề cũng rất đơn giản xem bói giả một bồi thường mười xong xuôi tất cả bạch kiều ngồi trong phòng truyền hình trực tiếp gặm bánh mì bánh mì rẻ tiền có mùi tinh dầu nhưng cô ăn say sưa dẫn đến trong phòng truyền hình rải rác mấy người xem còn tưởng rằng đây là ăn phát sóng qua tỷ tỷ thoạt nhìn thật tao nhã là ăn phát sóng sao nhìn ta đói bụng không phải dạ dày là tâm ha ha trên lầu mắt mù sao không thấy hai chữ xem bói. Chật, không có hứng thú, lại là cái mê tín nhi, rút lui, 88 phòng truyền hình trực tiếp thay đổi vài nhóm người, Bạch Kiều cũng vẫn bất vi sở động, mà lặng lặng ăn xong bánh mì. Nàng lau miệng, ngước mắt cười yếu ớt nói. Mọi người đi ngang qua đừng bỏ qua, ngày phát sóng mở ba quẻ, một quẻ một cái xe ngựa xoay tròn. Nàng vừa dứt lời, một cái ID tên là Vương Nguyên, người liền soát cái xoay tròn ngựa gỗ trong nháy mắt phòng truyền hình sôi trào. Ngưu A Ca, ngươi thiếu liếm chó sao, ta cảm thấy ta có thể đây là người mới dẫn chương trình đi. Vừa lên đã có đại ca. Vận khí này ta hâm mộ có nhan sắc chính là tốt, không giống tôi. Vất vả phát sóng trực tiếp nửa tháng cũng không có ba nghìn tệ. Không đúng, ta chính là tam quan chạy theo ngũ quan Bạch Kiều mời liên mạch đối phương, trong hình xuất hiện một cậu bé mập trắng, khoảng 20 tuổi. Cái kia ta không xem bói, chính là tỷ tỷ là mẫu người ta thích, có thể muốn một lá thư không? Bạch Kiều hăng hái bừng bừng chuẩn bị đi làm nhất thời im lặng. Trong lòng yên lặng phun tào. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ở tuổi này cũng có thể làm mẹ ngươi. Chuyện của tôi, phòng truyền hình trực tiếp của tôi. Chương 2 Thẳng nam bạn cùng phòng bảo đảm cúc đại chiến. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vương Nguyên nhìn Bạch Kiều không nói lời nào, có chút xấu hổ gãi gãi mặt, hắn vừa rồi cũng là cấp trên quét lễ vật. Dù sao hắn thật sự rất thích nữ sinh kiểu tỷ tỷ. Ách, không được thì thôi. Đang lúc cậu chuẩn bị cúp mạch, Bạch Kiều vừa vặn lên tiếng. Bạn cùng phòng của cậu gần đây có phải trở nên rất kỳ quái không? Tây Vương Nguyên dừng lại, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên. Tỷ tỷ, làm sao tỷ biết được? Nhắc tới cũng kỳ quái, anh em tốt Triệu Gia Minh của hắn trước kia tác phong chính phái, tuyệt đối là thẳng nam trong thẳng nam, nhưng gần đây lại trở nên rất nương, không chỉ có trang điểm, còn cả ngày mặc nữ trang ra vào hộp đêm. Trước đó không lâu, hắn thậm chí còn nghe nói Triệu Gia Minh ở toilet động tay động chân với nam sinh khác. Việc này vừa ra, phong bình của Triệu Gia Minh hoàn toàn hồ đồ, bị nam phòng cô lập. Vương Nguyên tuy rằng không tham dự cô lập, nhưng cũng xa lánh không ít. Đến nay hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, huynh đệ đang yên đang lành sao lại biến thành như vậy? Hắn bị quỷ ám. Bạch Kiều nhìn chằm chằm mặt hắn, cân nhắc dùng từ. Hơn nửa đêm nay hắn sẽ có tai ương đẫm máu, nếu hắn chết, ngươi sẽ là người tiếp theo bị quỷ ám. Vương Nguyên hoàn toàn ngồi không yên, Bạch Kiều trong lời nói có ý gì? Triệu Gia Minh sẽ chết, mình còn có thể bị quỷ nhập thân. Tỷ tỷ, ngươi nói là thật sao? ta nhát gan, ngươi cũng đừng gạt ta. Vương Nguyên là thanh niên tốt đương nhiên sẽ không mê tín, nhưng nhìn thấy bộ dáng nói chắc như đinh đóng cột của Bạch Kiều, lại cảm thấy trong lời nói của nàng có một chút độ tin phục. Bạch Kiều không trả lời ngay, chỉ động thủ tính toán. Hắn hôm nay nam giả nữ, vừa mới ở trong hộp đêm quyến rũ một mảnh nam, hiện tại hai người đang ở bảo hải khách sạn số 102 trong phòng, ngươi lập tức chạy tới hẳn là có thể ngăn cản. Vương Nguyên có chút do dự, khách sạn Bảo Hải cách đây không xa, nhưng Bạch Kiều nói thật sao? Quên đi, cùng lắm thì đi xem một chút, cho dù mình không phải là mục tiêu kế tiếp của quỷ, hắn cũng sẽ không nhìn hảo huynh để gặp nguy hiểm mà không để ý. Đang lúc Vương Nguyên đứng dậy chuẩn bị cúp máy thì trong phòng truyền hình trực tiếp đã cãi nhau túi bụi. Không phải chứ, không phải chứ, thật coi khán giả là kẻ ngốc hiện tại sinh viên đại học thật đúng là trong suốt lại ngu xuẩn, người ta hai ba câu nói liền cho lừa đừng vu hãm sinh viên đại học, đây rõ ràng là trong trẻ. Đúng nha, ai đang êm đẹp sẽ cho người mới vừa phát sóng xoát xoay ngựa gỗ. Ngươi như vậy tuyên dương mê tín, ta nhất định phải tố cáo ngươi. Đúng, tố cáo các ngươi. Vương Nguyên nhíu mày, có chút không vui nói. Ta không phải nhờ vả. Vương Nguyên gia rất có tiền, Tuy rằng hắn bây giờ còn đang đi học, nhưng đã sớm cùng người hợp tác mở trà sữa cửa hàng, hơn nữa trong nhà trợ cấp, hàng tháng tiêu vặt đều là năm chữ số khởi bước, chính là 3.000 khối lễ vật, hắn thật đúng là chướng mắt. Hắn soát lễ vật đơn giản là coi trọng mặt Bạch Kiều, muốn thừa dịp hiện tại Bạch Kiều tân nhân lăn lộn vị trí đại ca, muốn phương thức liên lạc mà thôi. Giả vờ, tiếp tục giả vờ, tai nha, ngươi không phải nhờ vả ta lập tức ăn cứt, không phải ta nói các ngươi, các ngươi có biện pháp chứng minh mình không phải trong trẻ sao, dù sao ta không tin chủ trì hội đoán mệnh. Vương Nguyên tuy rằng lớn lên trắng trẻo mập mạp, thoạt nhìn hàm hậu thành thật, nhưng tính cách rất bướng bỉnh, ghét nhất người khác vu hạm hắn. Hắn lập tức xù lông nói. Được, chủ trì, chờ ta đến địa phương, chúng ta tiếp tục liên mạch, các ngươi không phải nói ta là cái nôi sao, ta xem cái nào cái nôi còn cho tân chủ trì chuẩn bị đại thủ bút như vậy cái kia bảo hải chính là sáu sao khách sạn, cả đêm phòng đều muốn hơn một ngàn khối. Vương Nguyên nói xong trực tiếp cúp máy, sợ mình sẽ bị màn đạn làm tức chết. Đầu này, Bạch Kiều một tay nâng cầm, căn bản không thèm để ý nghi ngờ trong phòng truyền hình trực tiếp. Nạn có bản lĩnh hay không, rất nhanh sẽ được nghiệm chứng. Bạch Kiều Hôm nay còn thừa hai quẻ, không mua được chiều thiệt không mua được mắc mưu, tính không chính xác, giả một bồi mười phòng truyền hình hiển nhiên đối với Bạch Kiều càng thêm khịt mũi coi thường. Xem đi, tôi đã nói là trong trẻ, cố ý thể hiện người dẫn chương trình tính toán chuẩn, vì hiện tại lừa người. À, tôi chú ý trước một đợt, tối nay đồ nhắm rượu chính là nơi này. Giải tán đi, trong trẻ rõ ràng như vậy, hẳn là sẽ không có người đánh vòng xoay ngựa gỗ đi. Lúc này, lại một vòng xoay ngựa gỗ nổ tung trong phòng truyền hình trực tiếp, dẫn đến những người bị đánh mặt càng thêm điên cuồng gõ bàn phím. Bạch Kiều vội vàng liên lạc với người xem bói thứ hai. Ngươi, xin chào. Đầu bên kia video là một cô gái gầy trơ xương, cô mặc một bộ đồ thể thao đã giặt đến trắng bệt, tóc cũng dầu mỡ, tự như cây lau nhà chưa rửa sạch. Đôi mắt cô gái đen lấy, trong lúc chuyển động có thể nhìn thấy ác ý chợt lóe lên. Bạch Kiều mặc dù đã nhìn ra manh mối, vẫn là treo lên chức nghiệp mỉm cười đi quá trình. Xin hỏi ngươi muốn tính cái gì? ta tên là lý mộng để ta muốn ngài tính xem mẹ ta ở nơi nào chương 3 vi thảm các nữ nhân bạn đang nghe tại truyện chấm audio qua wow, đây là phiên bản đỏ của mẹ ở đâu sao con nồng nọc nhỏ tìm mẹ qua wow, oa wow, hóa ra là kẻ nói dối không đến mức đó chứ tôi thấy cô bé kia rất nghèo bộ dáng cũng rất đáng thương chắc không phải trong trẻ lý mộng để năm nay mới 13 tuổi hoàn cảnh ở cũng bẩn thiểu lộn xộn vách tường còn đều là gạch đỏ trộn buồn nhất là vỏ chăn phía sau biến thành màu đen mốc meo mơ hồ còn có thể nhìn thấy phía trên bay sâu cách màn hình cũng có thể ngửi thấy mùi thiêu hai tay nàng đang vào nhau sợ hãi nói hôm qua mẹ im mất tích im muốn biết bây giờ mẹ đang ở đâu nhà im nghèo ở trong khe núi lớn mẹ im không cần im nữa bà muốn vào thành sống cuộc sống của người có tiền im vô dụng bà không cần im nữa lý mộng để càng nói càng nghẹn ngào cẩn thận từng ly từng tí trong đôi mắt lộ ra màu đỏ, giống như một con thỏ sợ hãi. Thật đáng thương, cho dù biết rõ là kịch bản, tôi cũng không chịu nổi. Ta tin tưởng đứa nhỏ sẽ không nói dối, chủ trì ngươi không nên lừa gạt nàng ô ô ô, người mẹ này sao nhẫn tâm như vậy. Đều nói đứa bé là một khối bảo bối của mẹ. Vừa nhìn tên gọi mộng để, khẳng định trong nhà trọng nam khinh nữ, phỏng chừng đương mẹ xem là cái nữ hài, liền muốn ném xuống chạy trốn lý mộng để nhìn thấy trong màn đạn không ít người đang mắng mẹ mình lập tức sụp đổ khóc lớn nàng ông mặt nức nở lý mộng để mọi người đừng nói mẹ im nàng đi im không trách nàng chính là này núi lớn đường đêm không dễ đi im sợ nàng gặp nguy hiểm nói đến chỗ động tình lý mộng để khóc thiếu chút nữa không thở nổi phòng truyền hình trực tiếp cũng khó có được đường kính thống nhất đáng thương cho cô bé trong núi lớn này Lúc này, nhân số phát sóng trực tiếp đã hơn trăm, có không ít người đi vào nhau nhau trượng nghĩa nhắn lại. Bạch Kiều nheo mắt, lấy lại bình tĩnh nói. Mẹ ngươi hiện tại quả thật đang gặp nguy hiểm, bất quá ngọn nguồn nguy hiểm này. Là ngươi. Sáu cái sáu, đây là cái quỷ gì phát biểu? Quả nhiên là kẻ lừa đảo, mộng để này hẳn không phải nhờ vả. Ngươi dẫn chương trình có ý gì, mẹ gặp nguy hiểm, là do đứa bé gây ra. Trong lúc phát sóng trực tiếp màn đạn cuồn cuộn, lại không ai chú ý tới sắc mặt Lý Mộng để đột biến, hiện lên kích động. Cô vội vàng thúc thích thảm thiết. Chủ trì, sao tôi lại hại mẹ tôi, tôi chỉ muốn tìm bà ấy. Cha im là người què, trong nhà không tốt, mẹ im muốn đi, im biết. Chỉ là hôm nay quá muộn, đường đêm trong thôn nguy hiểm, im chỉ muốn mẹ khỏe mạnh. Bạch Kiều nghe tuyên ngôn thảm hại này, lười biến ngoáy ngoáy lỗ tai, túi da này của nàng vốn xinh đẹp hào phóng, tuy rằng tròn 30 tuổi, nhưng bao dưỡng khéo léo, giờ tay nhất chân có loại ý nhị khác. Người nếu nói như vậy đáng thương, có dám hay không đem camera nhắm ngay người bên cạnh ngươi? Người dẫn chương trình có ý gì? Bên cạnh đứa bé có người, cô bị ép buộc. Lý mộng để cắn chặt môi dưới, cũng không có di chuyển camera. Bạch Kiều thản nhiên nói. Mẹ ngươi không phải người trong thôn, là nữ nhân ba ngươi mua về mấy năm trước đi. Cha ngươi, còn có các ngươi cái kia thôn, mấy năm nay không ít mua nữ nhân, cũng không ít hại chết người, càng ghê tởm chính là các ngươi nơi đó bả đậu truyền thống, bị mua được nữ nhân nếu như chết, liền thi thể đều không buông tha, toàn thôn nam nhân luôn phiên chơi đùa. Bạch Kiều găng từng chữ, khiến phòng truyền hình xôn xao. Xin chào, tôi là cảnh sát, anh có thể tính ra vị trí không? Trên lầu, nếu là thật xin hãy nói ra, nếu là giả, xin hãy bắt tên lừa đảo đi. Trên lầu với một vị trí của bọn họ ở thôn Tây Dư ít ít ít, mẹ của Lý Mộng để còn đang chạy trốn, hy vọng các đồng chí mau chóng đi cứu nàng. Bạch Kiều bấm ngón tay tính toán, chậm rãi nói. Lý Mộng để trong video bối rối, nàng không nghĩ tới mình thật sự liên quan đến thần toán tử. Vốn cô cũng ông thái độ thử xem, vô luận đối phương có bản lĩnh tính ra vị trí của mẹ hay không, cô đều có thể xin trả lại tiền cho trẻ vị thành niên. Khoản mua bán này, nàng không thua thiệt. Nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới, hành động của mình lại đưa tới cảnh sát. Đây không phải là phòng phát sóng trực tiếp của người mới sao. Lý mộng để lúng cuốn, nàng đưa tay muốn treo mạch, nhưng người bên cạnh so với nàng còn nhanh hơn một bước. Phanh một quyền đánh vào sóng mũi cô. Máu mũi ồ ồ chảy ra. Bà nội cái chân, ta liền biết ngươi không đáng tin, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt, hôm nay đánh không chết ngươi cái này tiểu tiện chủng. Trong ống kính, một nam nhân đen gầy đối với Lý Mộng để ác ngữ hướng về phía, quyền đấm cước đá. Chương 4 Đừng sợ, nàng chỉ là một cái diễm quỷ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nam nhân kêu gào, đối với Lý Mộng để trái phải khai cung. Lý Chiêu để gầy yếu căn bản không chịu nổi, khóc hô ba ba dừng tay, thế nhưng tiếng khóc của nàng hoàn toàn vô dụng thậm chí còn khơi dậy thú dục của nam nhân nam nhân đôi mắt tối nghĩa bắp cổ lý chiêu để giống như là đang kéo một vật chết ở trước mắt bao người đóng truyền hình trực tiếp hình ảnh dừng lại tiếng thảo luận thao thao bất tuyệt trong phòng truyền hình trực tiếp trời ạ à, nhìn tôi hít thở không thông tôi nhớ tới ba tôi đứa nhỏ kia vị thành niên a à, cái này đều trái pháp luật chủ trì hẳn là thật có năng lực không phải là giả cảnh sát đã xúc động ngồi chờ chân tướng ta tức giận a à, lý mộng để còn là một hài tử tuy rằng rất đáng hận người dẫn chương trình vừa mới nói truyền thống của thôn kia là thế nào bạch kiều phụ nữ trong thôn đó hầu như đều mua về khi còn sống sẽ bị coi là ngựa giống sinh con cho bọn họ sau khi chết thi thể sẽ bị coi là đồ chơi cung cấp cho đàn ông trong thôn hưởng lạc sau đó mới có thể hạ tán, đương nhiên đợi khi hạ tán thi thể của những phụ nữ này cơ bản không có chỗ nào tốt vết thương chồng chất lại càng bình thường thật ghê tởm tôi muốn ói một người đàn ông tôi cũng chịu không nổi ha ha đây tính là nam nhân gì là súc sinh tò mò hỏi nếu như cô gái sinh trong thôn kia thì sao giống như lý chiêu để bạch kiều con gái trong thôn từ nhỏ đã bị tẩy não không phải làm trâu làm ngựa hầu hạ đàn ông thì cũng sẽ bị bán với giá cao ở nơi khác nếu hôm nay lý chiêu để không tìm được mẹ nó sẽ bị cha nó đánh chết bạch kiều cũng không phải thay lý chiêu để nói chuyện chỉ là người đáng hận tất có chỗ đáng thương nạn có thể làm chính là nói ra chân tướng kỳ thật trong video vừa rồi mặc dù người bên ngoài không nhìn thấy nhưng cô nhìn rất rõ ràng những nữ quỷ mật thiết ma ma đứng thành một hàng mỗi cái chết thê thảm ngưng tụ oán khí ngút trời cho dù đêm nay cảnh sát không xuất động, thôn trang này cuối cùng cũng sẽ diệt vong. Chỉ là Bạch Kiều không đành lòng nhìn thấy những nữ hài tử này khi còn sống chịu nhục, sau khi chết còn vì trừng trị ác nhân mà xuống 18 tầng địa ngục. Chuyện dương gian vẫn là để cho người dương gian giải quyết đi. Bạch Kiều vừa định hét to quẻ thứ ba, vương nguyên quẻ thứ nhất lúc trước bắn tới liên mạch xin. Video được bật. Tỷ tỷ, ta ở cửa phòng, cái kia phụ thân huynh đệ của ta quỷ mảnh không mảnh, ta đêm nay có thể hay không gặp nguy hiểm. Vương Nguyên giờ phút này rất khẩn trương, dù sau đó cũng là quỷ, hơn nữa đêm nay mình không đến, triệu gia minh rất có thể sẽ bị quỷ hại chết, điều này đủ để nói rõ quỷ này rất mạnh. Bạch Kiều bị Vương Nguyên hỏi mà sửng sốt, lập tức nghĩ đến mình cũng không nói cho hắn biết, nhập vào người chỉ là một diễm quỷ, không có lực sát thương gì, nhiều nhất nhập vào người lâu, bị trừ điểm dương thọ. Quyết quan tai ương ngọn nguồn là xuất phát từ cái kia mảnh nam trên người. Bạch Kiều. Khụ khụ, yên tâm lớn mật lên đi, huynh đệ của ngươi chỉ là bị diễm quỷ nhập thân, đừng để cho hắn bị cái kia là được, đúng rồi. Trước báo cảnh sát lại đi vào, còn muốn gọi 120. Vương Nguyên được Bạch Kiều cổ vũ, lúc này mới nuốt nước bọt gõ cửa. Bang bang bang. Ai? Tiên sinh, chúc mừng ngài trở thành người sử dụng may mắn của khách sạn đặc biệt tặng một chai rượu vang đỏ vương nguyên con mắt nhỏ lưu chuyển trước khi đến bạch kiều cố ý tin nhắn riêng để cho hắn mua bình rượu đỏ hắn lúc ấy còn rất không hiểu hiện tại không thể không nói một câu vẫn là kiều tỷ sáu a lúc này vương nguyên rất khẩn trương tay nắm chai rượu đều run rẩy cửa phòng là mắt mèo thiết kế liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy cửa vương nguyên cầm bình rượu chỉ là mắt mèo có hạn hơn nửa vương nguyên vẫn cầm rượu che tầm mắt đối phương căn bản không chú ý tới hắn trên người mặc không phải quần áo làm việc. Cửa bị kéo ra một cái khe, người bên trong vừa thò đầu ra, Vương Nguyên liền cấp bách cầm bình rượu đập về phía đối phương. Cạch một tiếng vang thật lớn, người mở cửa ngã xuống đất, đầu bị đập ra một cái túi. Đối phương hạ thân bọc khăn tắm, dáng người thập phần to lớn, nếu không phải Vương Nguyên tiên phát chế nhân, rất có thể sẽ bị cuột ngã. Vương Nguyên lập tức xông vào. Trong phòng một mảnh kiều diễm, Triệu Gia Minh mặc nữ trang nằm ở trên giường, một đầu tóc giả màu hạt dẻ giống như hoa nở, tờ đèn phối sườn xám, đùi đẹp thon dài hơi gợi lên, xem truyền hình trực tiếp không ít lan hữu nuốt nước miếng. Không phải chứ không phải chứ, đây thương mại là đàn ông. Người mới bày tỏ đây là phúc lợi gì truyền hình trực tiếp, chân này tôi có thể chơi 100 năm. Các ngươi chú ý tới không, người này có hầu kết, hắn là nam. Đàn ông cũng không sao cả, nghe nói phía sau chặt hơn lầu trên, ta gà bíp ngươi. Tỷ tỷ, ta nên làm gì bây giờ? Vương Nguyên có chút chân tay lúng cúng, hắn bên này động tĩnh cũng khiến cho khách sạn chú ý. Chương 5 Nhà ma bên trong có khác càng khôn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không cần quan tâm, cảnh sát sẽ tới ngay, chờ hắn tỉnh lại đuổi quỷ đi là được. Bạch Kiều nói hời hợt. Vương Nguyên nghe lời như gà mổ thóc. Tỷ tỷ, cái kia làm sao trừ quỷ, là hòa phù sao? Giống như Lâm Chính anh đại sư, vỗ vào đầu huynh đệ ta là xong rồi. Tình huống này của ngươi không cần phụ chú, nàng chỉ là diễm quỷ, siêu độ nàng là được. Bạch Kiều nghĩ nghĩ, bổ sung. Bất quá, phải siêu độ nơi nàng gặp chuyện không may. A, à, quỷ mới biết cô ấy xảy ra chuyện ở đâu. Cậu đem ống kính nhắm ngay anh trai cậu, tôi muốn nhìn mặt anh ấy. Vương Nguyên không dám trì hoãn đem ống kính nhắm ngay mặt huynh đệ tốt, cũng không biết Triệu Gia Minh làm sao vậy, sắc mặt đỏ như máu, giống như là mông khỉ, hơi kề sát một chút là có thể cảm nhận được nhiệt khí truyền đến từ thân thể đối phương. Chẳng lẽ Triệu Gia Minh bị người ta bỏ thuốc? Vương Nguyên ung dung nhìn về phía mảnh nam ngã xuống ở cửa, không khỏi sợ hãi rụt cổ lại, trong tai nghe đột nhiên truyền đến thanh âm Bạch Kiều. Bạch Kiều có phải tuần trước hai người đi công viên giải trí một chuyến đã làm dự án gì không đúng là tay giao công viên trò chơi lúc ấy chơi rất nhiều có tàu lượng siêu tốc thuyền hải tặc dòng nước xiết dũng cảm tiến vào nhà ma vương nguyên đột nhiên dừng lại tựa hồ như là nhớ tới cái gì hỏi sẽ không phải cái này diễm quỷ là từ nhà ma chiêu tới a à? lúc ấy bọn họ chơi rất vui hơn nữa căn nhà ma kia còn là hạng mục nổi tiếng trên mạng của công viên trò chơi Hiện tại hồi tưởng, Vương Nguyên cảm thấy quỷ bên trong không giống như là người giả trang, tự như thật giống nhau, không chỉ có khủng bố dọa người, xúc cảm lạnh lẽo, thậm chí trong lúc mơ hồ hắn còn nhìn thấy những quỷ kia không có bóng dáng. Bạch Kiều gật đầu, không khỏi lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nàng vừa mới ở trong suy tính cư nhiên bị lực cản, xem ra cái nhà ma này có càng không khác. Chờ hắn tỉnh lại, ngươi đưa hắn tới nhà ma sau đó lại liên lạc ta, ta giúp hắn siêu độ bất quá siêu độ là mặt khác giá tiền. Bạch Kiều biết Vương Nguyên ra tay hào phóng, cũng không có ý định miễn phí siêu độ. Có nhiều thứ là công khai ít giá, dù là lần này không mất đi, cũng sẽ lấy phương thức khác mất đi, thế gian tất cả tối tâm bên trong tự có an bài. Vương Nguyên lúc này đối với năng lực của Bạch Kiều tin tưởng không nghi ngờ, nói thẳng. Đại sư tùy ý ra giá, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề đều không phải là vấn đề. 6666, hổ hào còn thiếu huynh đệ sao cái gì huynh đệ trên lầu không có gương chung quy có nước tiểu đi đó là chúng ta thiếu gia thiếu gia nhìn xem lão nô không phải đây thật không phải trong trẻ sao tôi luôn cảm thấy rất giả ta vừa mới tra xét một chút cái kia tay giao công viên trò chơi nhà ma thế nhưng là chúng nó võng hồng hạng mục trong bình luận đều nói gian nhà ma kia rất tà môn trong phòng truyền hình trực tiếp anh liếc tôi một cái thảo luận túi bụi Bạch Kiều chú ý tới nhân số trước mắt đã hơn một ngàn, vương nguyên bên kia đợi được cảnh sát, cũng đóng truyền hình trực tiếp, dù sao hắn là người đánh người kim người phát hiện, cũng phải đi theo đến cục cảnh sát hỏi. Theo nhiệt độ tăng lên, Bạch Kiều có chút mệt mỏi duỗi lưng một cái. Nàng miễn cưỡng nói. Hôm nay chỉ còn quẻ cuối cùng, tới trước được trước. Lần này Thủy chung không ai quẹt quà, mặc dù vừa rồi nàng tính toán chuẩn, nhưng mọi người vẫn bảo trì lòng hoài nghi không có biện pháp, đầu năm nay lừa đảo nhiều lắm. Tôi là cảnh sát vừa mới nhắn lại, cầu xin liên mạch dẫn chương trình. Tôi là cảnh sát vừa mới nhắn lại, cầu xin liên mạch dẫn chương trình. Tôi là cảnh sát vừa mới nhắn lại, cầu xin liên mạch dẫn chương trình. Một tin nhắn soát bình luận, toàn bộ phòng truyền hình giống như ngừng lại. Bạch Kiều biết cục cảnh sát xuất động, có tiến triển mới, cô lựa chọn cảnh sát liên mạch nhắn lại trong hình là một mảnh tối đen xuyên thấu qua ánh trăng mơ hồ có thể nhìn thấy liên mạch nhân là một nữ cảnh sát trẻ tuổi xinh đẹp xin chào chủ trì vị trí của mẹ lý mộng để ta đã gửi thư riêng cho ngươi hy vọng có thể trợ giúp các ngươi bạch kiều liếc mắt một cái liền hiểu được ý đồ đến đây bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng gõ vị trí cho nữ cảnh sát cô ở trong hồ sau núi đã ngâm mình ở bên trong hơn ba giờ chậm nữa sẽ xảy ra án mạng nữ cảnh sát không đóng cửa liên mạch mà trịnh trọng nói lời cảm ơn được tôi sẽ báo cáo ngay lúc chúng tôi chạy tới trong thôn đã không còn phụ nữ nữa thôn trang kia chỉ còn lại đàn ông lúc nữ cảnh sát từ hoa hoa nói hốc mắt không khỏi đỏ lên cố nén không khóc lên tuy nói cảnh sát không thể tiết lộ tiến triển vụ án nhưng lần này từ hoa hoa thật sự rất tức giận nàng thấy bạch kiều tính ra vị trí vừa vặn là phạm vi mình quản hạt vì thế nhõng nhẽo cứng trắng với cấp trên xuất cảnh. Một đội người thật vất vả mới tới nơi, liền nhìn thấy cửa thôn chất đóng hơn 10 thi thể nữ, toàn bộ chết vì trúng độc thuốc trừ sâu. Người trong thôn còn trả đũa, nói là những nữ nhân này xem truyền hình trực tiếp, lấy cái chết tự chứng minh trong sạch, chứng minh mình cam tâm tình nguyện gả vào trong thôn, không phải bị buôn bán đến nơi này. Thậm chí có người vì chứng minh họ chết vì tự sát, còn đưa ra cái gọi là di chúc lời khai tự sát vụn về, liếc mắt một cái liền biết là giả. từ hoa hoa nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng chính là nam nhân trong thôn xem truyền hình trực tiếp để lộ bí mật, sợ dẫn họa vào người, cho nên mới giết đám nữ nhân này diệt khẩu. dù sao đối với nam nhân trong thôn mà nói, nữ nhân không có còn có thể mua lại. hiện tại các nữ nhân đều chết sạch, các nam thôn dân lại tất cả đều thống nhất đường kính, một mực chắc chắn các nữ nhân đều là tự sát, nhân chứng vật chứng thiếu hụt nhân viên cảnh sát cũng không có biện pháp với đám thôn dân này. Hiện tại ánh trạng đông duy nhất chính là mù mụ, mụ đang lẫn trốn của Lý Mộng Để. Chương 6 Đến từ một cái thế giới khác lễ vật. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cảm ơn anh, chờ vụ án kết thúc, tôi sẽ trở lại phòng truyền hình trực tiếp. Từ hoa hoa lau đôi mắt chát chúa, vội vàng cúp mạch rời đi, cô vừa nhận được mệnh lệnh của cấp trên, chuẩn bị đến địa điểm Bạch Kiều cung cấp cứu viện bạch kiều than nhẹ một hơi, lúc này mới phát hiện trong phòng truyền hình có không ít người theo phong trào xoát quà. trong lúc nhất thời, các loại đặc hiệu hoa mỹ cùng ra trận, người xem hoa cả mắt. rất khó chịu, thật sự rất khó chịu, vô luận thật giả, tôi đều muốn xoát chút lễ vật, cầu chủ trì siêu độ đám nữ nhân đáng thương kia. trên lầu tính ta một cái, tuy rằng ta hiện tại không có tiền, nhưng nhiều người chính là lực lượng, còn có tôi, vừa mới nhận được tiền lương, nóng hổi. Ô ô ô, ta thật sự bị những kia nông thôn nam nhân cho hù dọa, lại là sợ năm một ngày, cười, nhà ai tổ tiên ba đời không phải chân đất tử, ở chỗ này làm nông thôn thành thị đối lập đâu. Tôi cũng cười, đừng ngồi đúng số. Vương Nguyên tặng một con búp bê gấu nhỏ Vương Nguyên đưa ra một vần trăng công công Vương Nguyên đưa ra một cái cẩm yên ngọc chút, Vương Nguyên. Trên lầu tiểu tỷ tỷ thế gian còn có rất nhiều ưu tú nam hài tử, t những lễ vật này hy vọng có thể mượn kiều tỷ tay giúp đến càng nhiều người bạch kiều giật giật khóe miệng coi nơi này là trung tâm từ thiện thì sao cô ấy chỉ là một người mới huyền học được không bạch kiều không để ý đến nhiệt độ trong phòng truyền hình trực tiếp mà nhìn thoáng qua thời gian bất tri bất giác truyền hình trực tiếp cả đêm nàng duỗi lưng một cái mặt mày công công nói thời gian không còn sớm hôm nay ba quẻ đã tính xong chủ trì bên này chuẩn bị hạ phát mọi người cũng sớm nghỉ ngơi đi. Bạch Kiều biết, đêm nay truyền hình trực tiếp Giang có không ít người là toàn bộ quá trình đuổi theo, cả đêm đều không ngủ. Không phải hai quẻ sao, chủ trì toán học là ngữ văn lão sư dạy sao? Nữ cảnh sát kia là quẻ thứ ba, không biết là cô bỏ lỡ, hay là mắt bị mù. Ai, ta lại suốt đêm, nhưng ta hiện tại hoàn toàn ngủ không được, ta rất muốn biết tiếp theo a. À. Đúng nha, tiểu đệ đệ vương nguyên kia, tỷ muội ngươi, A à không. Huynh đệ có khỏe không? Chị chủ trì đừng đi, em quẹt quà quỳ xuống cầu xin tiếp tục phát sóng trực tiếp. Con cá nhỏ tặng kẹo mút da tặng hoa lãng mạn. Nhất thời, trong phòng truyền hình trực tiếp dâng lên phong trào tặng quà, không ít người nhắn lại giữ Bạch Kiều lại, còn có mấy tiểu thổ hào bỏ tiền hy vọng mượn tay Bạch Kiều trợ giúp những người phụ nữ đã qua đời trong thôn. Bạch Kiều cũng có thể cảm nhận được thiện ý của những người này, cười yếu ớt nói: tối mai tiểu nữ cảnh sát sẽ đến phòng truyền hình trực tiếp, đến lúc đó mọi người có thể hỏi tiếp, 8 giờ tối mai, không gặp không tan. Bạch Kiều để lại một quả trứng màu nhỏ, giờ tay tắt phát sóng trực tiếp. Cô mệt mỏi giãn người, lại nấu một chén canh gạo nếp lớn, sau khi uống xong cảm giác toàn thân đều thoải mái hơn nhiều. Tính cả buổi phát sóng trực tiếp, Bạch Kiều kiếm được 20.000, trừ đi phí thủ tục, tới tay còn lại 10.000. Tuy rằng nhìn rất nhiều, nhưng so với tiền thuốc men kết xù, đây chẳng qua là mưa bụi. Bất quá Bạch Kiều Ti cũng không nổi giận, dù sao lúc này cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Bạch Kiều định đi tắm, ra ngoài mua chút đồ ăn. Khi cô thay quần áo bẩn, một hạt đậu to bằng ngón tay cái rơi ra khỏi túi và nhảy xuống chân cô. Bạch Kiều nhíu mày nhặt đậu lên. Hạt đậu hiện lên màu đen, bên cạnh có vết nứt tơ vàng, trong lúc mơ hồ còn bốc lên màu xanh nhạt. Đây là loại cây hòe quốc gia, sao lại ở trong túi tôi? Nếu chỉ là loại cây hòe quốc gia bình thường, Bạch Kiều căn bản sẽ không để ý, nhưng hạt giống này khiến cô có một loại hơi thở rất quen thuộc. Đây là hơi thở của thế giới kia. Chẳng lẽ ta còn mang theo giống cây cùng nhau xuyên qua? Bạch Kiều rơi sâu vào nghi ngờ bản thân. Chương 7 Ngươi là nữ nhi của ai? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio sáng sớm trên đường cái tràn đầy mùi khói lửa phố phường, tiếng trao hàng trong các nơi từ đầu đường truyền tới cuối đường. Bạch Kiều ngồi ở bên đường ăn ngấu nghiến, bánh quẩy vàng ống ánh giòn tan phối hợp với sữa đậu nành dày đặc, quả thực sản khoái. Cô hài lòng ăn xong bữa sáng, đón xe đi bệnh viện. Theo trí nhớ, Bạch Kiều quen thuộc tìm được phòng bệnh của em trai. Trong phòng tràn ngập mùi nước khử trùng, trên giường bệnh bên cửa sổ nằm một cậu bé gầy trơ xương nam hài thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi, mặt mày ngây ngô, mặc dù gầy đến da bọc xương, cũng có thể nhìn ra ngũ quan thanh tú, nhất là đôi mắt kia, đen như diệu thạch. Đây chính là đệ đệ nguyên thân của nàng, Bạch Tiểu Diệt. a ba a a Bạch Tiểu Diệt cố hết sức đỡ giường đứng dậy, trên mặt bệnh hoạn hiện lên vui mừng. Căn cứ vào trí nhớ, người em trai này của cô trời sinh đã bị câm, từ nhỏ đã học ở trường dành cho người tàn tật, cuộc sống mặc dù khó khăn hơn so với người thường, nhưng quan hệ giữa hai chị em vẫn không tệ nguyên thân bị chồng trước cùng khuê mật liên thủ khi dễ cha mẹ chính là mang theo em trai lái xe tới giúp cô kết quả đường xá không thuận lợi ngoài ý muốn xảy ra tai nạn xe cộ chỉ có em trai sống sót tuy rằng còn sống nhưng toàn thân hắn bị thương nhiều chỗ có thể hoàn toàn khỏe mạnh hay không vẫn là một vấn đề bạch kiều ngồi bên cạnh bạch tiểu diệt đôi mắt hơi trầm xuống ý chỉ hỏi tiểu diệt gần đây em cảm thấy thân thể thế nào có chỗ nào không ổn không bạch tiểu diệt vội vàng khoa tay chị gần đây em rất khỏe thật ra em có thể xuất viện không cần phải lãng phí tiền ở đây nữa con đã thành như vậy rồi con muốn ra ngoài chơi nghe lời chị trị liệu cho tốt chờ thân thể khỏe lại mang con ăn ngon uống cây bạch kiều vung tay lên xoa xoa đầu em trai lung tung bạch tiểu diệt ông đầu ổ gà bị vò thành Đôi mắt to bằng quả nho chớp chớp, cẩn thận dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi lại. "Chị, chị lấy đâu ra tiền, sẽ không phải là mượn của anh rể cũ chứ?" Không khó nhìn ra, lúc trước hắn không muốn nằm viện là đang lo lắng vấn đề tiền bạc. Bạch Kiều nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tiểu Diệt, tiền là tỷ tỷ tự mình kiếm được, năm đó tỷ tỷ mắt mù, gặp người không tốt, hiện tại ta tỉnh táo, về sau chúng ta sống thật tốt." cùng người nọ chết già không qua lại với nhau không còn quan hệ gì nữa bạch kiều tuy rằng chưa từng tự mình tiếp xúc với chồng trước nhưng thông qua đoạn ký ức ngắn ngủi cũng biết chồng trước của nguyên thân chính là một tên cạn bã lúc trước nếu không phải hắn đuổi tận giết tuyệt nguyên thân cũng sẽ không lưu lạc đến đây bạch tiểu diệt dùng sức gật đầu nghiêm túc tra hiệu chị cuối cùng chị cũng nghĩ thông suốt rồi em xem ra nguyên thân cái này yêu đương não là mọi người đều biết a à? Tiểu Diệt, lát nữa chị còn có việc, em nghỉ ngơi trước đi, chờ ngày mai chị đến thăm em. Cô thay anh dịch gốc chăn, bất động thanh sắc hướng về phía đầu giường nhẹ nhàng gật đầu, thắt nút su quỷ, nhấc chân rời khỏi phòng bệnh. Bạch Kiều thông suốt đi tới lối đi an toàn của bệnh viện, lúc này vừa vặn là giờ cơm trưa, trong cầu thang chỉ có một mình cô. Nàng hơi nghiêng đầu, nhìn phía sau đi theo một đôi quỷ vợ chồng, nhướng mày nói. Hai vị xưng hô như thế nào, ba? cặp vợ chồng trước mắt chính là cha mẹ bạch kiều chỉ là bọn họ thoạt nhìn tuổi già sức yếu hồn phách như ẩn như hiện còn mang theo thảm trạng trước khi qua đời trên khuôn mặt loang lổ vết máu hiện lên tử trạng màu xám xanh ngươi là ai ngươi không phải con gái của ta tri nữ không ai bằng mẫu thân phụ nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra không thích hợp bạch kiều gật đầu thản nhiên nói ta không phải con gái các ngươi nhưng nó chết vì trúng cổ không liên quan đến ta huống hồ ta kế thừa thân thể của nàng tự nhiên sẽ thay nàng báo thù chiếu cố người nhà bạch kiều nói như vậy cũng là chắc chắn hai vợ chồng sẽ không dễ dàng ra tay với nàng đương nhiên nàng cũng không sợ quỷ mới thành hình vài ngày hoàn toàn cũng không đủ nàng đánh hai vợ chồng nhìn nhau ông lão thở dài trước ta nhìn ra được ngài cũng không phải hạng người hời hợt cũng tin theo như lời ngài kỳ thật không chỉ có nữ nhi của ta trúng cổ bỏ mình cả nhà chúng ta đều trúng cổ vợ chồng già lúc lái xe xuất hiện ảo giác dẫn đến tai nạn xe cộ lúc qua đời phát hiện thân thể bị hạ cổ không chỉ như thế trên người đứa con nhỏ cũng có cổ độc bọn họ sở dĩ không muốn đầu thai cũng muốn canh giữ ở bên người bạch tiểu diệt chính là muốn dùng âm khí của mình trấn áp cổ trùng bạch kiều không hề bất ngờ bởi vì vừa mới ở trên người bạch tiểu diệt nàng cũng đã cảm giác được cổ trùng cho nên mới cố ý hỏi thăm tình trạng sức khỏe của hắn. Chúng tôi phát hiện trên người ngài không có cổ trùng, ngài có thông hiểu thuật cổ trùng hay không, vậy có thể giúp con trai tôi không? Ông lão nuốt nước miếng, lưng còng xuống càng thêm hèn mọn. Lão phụ nhân thấy Bạch Kiều không nói lời nào, dứt khoát hạ quyết tâm, bổ sung. Chỉ cần ngài có thể giúp con trai ta loại trừ cổ độc, hai vợ chồng chúng ta nguyện phụng ngài làm chủ, thúc đẩy 50 năm. Chữ quỷ nô, đúng như ý lấy quỷ làm nô lệ, không chỉ có thể tùy ý sai khiến, khi cần thiết còn có thể ngăn cản tai họa, tương đương với thêm một mạng. Cho nên kết cục của quỷ nô bình thường đều rất thảm. Chương 8 Máu mũ tình thâm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hai vợ chồng rõ ràng đều đã qua đời, nhưng vẫn vì đứa nhỏ mà không tiếc tất cả. Đây chính là cái gọi là thân tình sao. Bạch Kiều Kiếp trước tuy là quốc sư địa vị tôn quý, nhưng thực tế xuất thân ti tiện năm xưa bị cha mẹ bán lấy tiền mặt lan bạc kỳ hồ hơn nửa đời người cuối cùng đặt chân vào đạo quán từ đó không còn gặp lại cha mẹ càng không cảm thụ được tình thân ta quả thật có thể trị cổ độc nhưng ta cũng không cần quỷ nô vợ chồng già nghe tiếng thở dài ngữ khí suy sụp nói vậy vậy ngài muốn như thế nào mới có thể cứu con ta chỉ cần vợ chồng chúng ta có thể làm được chúng ta tuyệt không nói hai lời hai vị hiểu lầm rồi nếu ta tiếp quản thân thể này trên danh nghĩa cũng là con gái của ngươi bạch tiểu cũng là em trai ta ta sẽ tận tâm tận lực với nó ngữ khí bạch kiều dừng lại có chút lo lắng nói ngược lại các ngươi ở dương gian càng lâu đối với hồn phách của các ngươi càng bất lợi có muốn ta giúp các ngươi siêu độ không hai vợ chồng cười khổ lắc đầu lão nhân thay mặt trả lời chúng ta đã qua bảy ngày đầu quỷ sai bình thường không thu hơn nữa dương thọ của chúng ta chưa hết chết vì cổ độc chỉ có thể ở lại thế gian phiêu đảng, nếu may mắn đợi đến ngày đi đầu thai nếu là bất hạnh trên đường biến thành lợi quỷ bị xua tan dù sao chúng ta đã nhìn thoáng sống hơn nửa đời người chỉ muốn ở những ngày cuối cùng ở bên con cái nhiều hơn lão phụ nhân giữ chặt tay lão đầu mặc dù khuôn mặt đáng sợ nhưng hơi thở nhu hòa bạch kiều gật đầu trong lòng nàng âm thầm quyết định chờ có rảnh rỗi đi bái phỏng chùa miếu của thế giới này, xem có thể tìm được lọ thích hợp với âm thể hay không. Chỉ cần có vật chứa thích hợp, cô có thể để cho vợ chồng già dùng một phương thức an toàn khác ở bên cạnh Bạch Tiểu Diệt. Điều này đối với Bạch Tiểu cũng là một loại bảo đảm. Bạch Kiều từ bệnh viện đi ra, mua một ít đồ dùng, sau đó đón xe về nhà. Lúc trước nguyên thân qua đời, tử trùng đạt thành mục đích, lúc này mới để cho Bạch Kiều sửa mái nhà dột, dễ dàng bước ra cổ trùng nhưng tình huống của Bạch Tiểu Diệt lại khác, hắn là phạm nhân, vốn không biết khắc chế cổ trùng, hơn nửa thân thể suy yếu, muốn bức ra cổ trùng hoàn hảo, cần Bạch Kiều thi triển một ít thủ đoạn. Bạch Kiều ngồi trước bàn trà, tập trung tinh thần bưng bút lông, đầu bút dính da đào mại. Trước mặt nàng trải một tờ giấy vàng, mạnh mẽ, nàng cầm bút như có thần, liền mạch lưu loát viết xuống phù chú. Khi nét bút cuối cùng hạ xuống, ký tự vàng tối trên giấy vàng bắt đầu khởi động, giống như có sức sống. Ai, chỉ tiết tố chất thân thể này quá kém, nếu không còn có thể viết thêm mấy phù chú cao cấp. Bạch Kiều xoa xoa cổ tay, viết phù chú thực tế là một chuyện rất mệt mỏi, hơn nữa chỉ cần hơi thất thần, liền thành phế phù, không thể sử dụng. Khi cô làm xong tất cả, phát hiện thời gian đã không còn sớm, cô vội vàng ăn chút gì đó, chuẩn bị bắt đầu phát sóng trực tiếp. Vừa mở chương trình truyền hình trực tiếp bạch kiều đã nhận được đơn xin liên mạch của từ hoa hoa cô nhanh chóng đồng ý kiều đại sư xin chào chúng ta lại gặp mặt ta tới để hoàn nguyện thần sắc từ hoa hoa tuy mệt mỏi nhưng trên mặt mang theo ý cười nồng đậm bạch kiều liếc mắt một cái đã biết trên người đối phương đã xảy ra chuyện gì nhưng nạn không vội nói chuyện chỉ chờ từ hoa hoa tiếp tục mở miệng trải qua nỗ lực không mệt mỏi của chúng tôi dưới sự giúp đỡ của kiều đại sư cuối cùng cũng tìm được mẹ của Lý Mộng Để, bà tên là Liễu Hân Di, một trong những người mất tích. Theo điều tra, năm đó bà xuống nông thôn dạy học, trên đường bị bọn buôn người bắt cóc, bị buôn bán đến thôn Tây Diêu. Nàng ở thôn Tây Diêu 3 năm, bởi vì nhiều lần muốn chạy trốn, bị đánh tàn một chân, trên người có hơn trăm vết sẹo lớn nhỏ, trong đó còn bị bệnh rất nghiêm trọng. Từ hoa hoa nói tới đây, thở dài một hơi. Cảm giác hít thở không thông tràn ngập trong lòng ngực, lời nói ngắn ngủi không đủ để tiêu tan bi thương khi nàng nhìn thấy thảm trạng của Liễu Hân Di. Chương 9 Kiên cường nữ nhân, Liễu Hân Di Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lúc ban đầu Liễu Hân Di cũng muốn mang nữ nhi chạy trốn, nhưng Lý Mộng để căn bản không nể mặt, thậm chí nhiều lần đều là nàng mật báo, hại Liễu Hân Di bị bắt trở về. Nhưng cho dù như vậy, Liễu Hân Di cũng không có buông tha chạy trốn thanh âm của từ hoa hoa rất êm tai, không chậm không chậm tố cáo, người vào phòng truyền hình trực tiếp càng ngày càng nhiều, trong đó không ít là người xem ngày hôm qua. Mọi người cực kỳ bảo trì an tĩnh, chỉ có lát đác vài người phát màn đạn nói rõ một chút tình huống ngày hôm qua, để cho người mới rõ ràng hơn sự tình đã trải qua. Lý mộng để liên mạch ngày đó, liễu hân di trốn ở dưới đáy hồ, nàng mượn bóng đêm, lợi dụng ống hút thở, mặc dù đáy hồ lạnh như băng, hít thở không thông, nàng cũng không dám buông lỏng bởi vì du hi y biết đây là cơ hội cuối cùng của cô ấy đáy mắt từ hoa hoa mờ mịt như là trở lại ngày hành động bắt giữ liễu hân di cứ như vậy cẩu thả đến trời tối nàng vốn định thừa dịp trời tối chạy trốn nhưng thôn dị loạn dẫn đến nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ cho đến khi chúng ta tìm được nàng từ hoa hoa biết nếu các nàng chậm một chút liễu hân di có thể sẽ không chịu nổi thông qua liễu hân di cung cấp chứng cứ chúng ta đã đem tay diêu thôn khống chế lại phạm là liên quan đến mua bán phụ nữ người không một ngoại lệ hết thảy hình phạt cảnh sát đã suốt đêm phát ra thông báo chính nghĩa có thể sẽ đến muộn nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt công lý không bao giờ vắng mặt ô ô ô cảnh sát tiểu tỷ tỷ thật tuyệt vời liễu hân di tiểu tỷ tỷ cũng vậy tôi vừa tra được tin tức này tôi bỏ thêm lửa hy vọng có thể có nhiều người chú ý mua bán phụ nữ hơn bọn buôn người thật sự là mẹ chết đồ chơi, tuy rằng liễu hân di tiểu tỷ tỷ được cứu, nhưng nàng sau đó làm sao bây giờ a? À? Đúng nha, đang yên đang lành tiểu tỷ tỷ gặp phải loại chuyện này, trạng thái tinh thần cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bạch Kiều xem truyền hình trực tiếp các thủy hữu đều quan tâm tình huống của Liễu Hân Di, vì thế ở phía sau sân khấu xin từ hoa hoa một tấm ảnh của Liễu Hân Di. Liễu Hân Di trong ảnh khuôn mặt thanh tú, tóc dài đến thắt lưng, mặt mày có phong thái của người trí thức từ hoa hoa liễu hân di cô ấy thật sự tôi sẽ khóc đến chết cô ấy rất dịu dàng cũng rất kiên cường mặc dù gặp phải ba năm đãi ngộ phi nhân tính cả người đầy vết thương cô ấy vẫn giữ tỉnh táo kiên trì nhìn thấy người xấu bị đưa ra công lý cho nên kiều chủ trì tôi tặng quà cho cô có thể giúp tôi xem tương lai của cô ấy không tôi hy vọng người tốt có báo đáp tốt bạch kiều nhẹ giọng cảm khái Tương lai của cô ấy không có nhân duyên cũng sẽ không có đối tượng mập mờ, nhưng cô ấy không cô đơn, cô ấy có người nhà, có bạn bè, có người ủng hộ, cô ấy sẽ làm việc chăm chỉ, trở thành một giáo viên tiểu học, tương lai có thể. Trời ạ, à, tôi không được đâm vào tim tôi quá, không có nam nhân rất tốt, ta chỉ hy vọng Hân Di tiểu tỷ tỷ vui vẻ vui vẻ, có thể cho chúng ta một cái Hân Di tiểu tỷ tỷ phương thức liên lạc sao, chúng ta nghĩ hết khả năng, cho tiểu tỷ tỷ tặng điểm lễ vật, lời bài hát Little sung zét đô nút tiên nữ giao giao đưa trăng công công từ hoa hoa tiễn ngựa gỗ xoay tròn từ hoa hoa đưa ra cẩm yên ngọc chút từ hoa hoa tặng xe thể thao siêu đẹp cảnh sát thành phố quan tâm đến khói thuốc lá. Bởi vì có tài khoản cảnh sát chính thức chú ý Bạch Kiều, phòng truyền hình trực tiếp lại là một trận phong trào. Bạch Kiều gửi thư riêng cho từ hoa hoa, hy vọng đối phương hỗ trợ truyền lợi, nàng muốn tặng Liễu Hân Di một tấm bùa an tâm, giúp nàng vượt qua thời kỳ ác mộng. Từ hoa hoa nhiều lần tỏ vẻ cảm ơn rồi xuống mạch rời đi. Văn, lầm lẫn, giả dối. Bạch Kiều vừa mới thét to hai tiếng tượng trưng, liền bị phòng truyền hình trực tiếp vô tình chăm chọc. Mặc dù ta tin ngươi sẽ đoán mệnh, nhưng ngươi có thể không cần qua loa như vậy được không? Ta lần đầu tiên thấy huyền học trực tiếp cùng đường cái bán đồ ăn giống nhau, nếu không là xoay tròn ngựa gỗ quá đắt, ta cao thấp đều muốn mua điểm kiều chủ trì là của ta câm cô dâu, không thể phản bác tôi Bạch Kiều không nhìn mạng đạn trong phòng truyền hình trực tiếp, vừa muốn mở miệng lần nữa, đã có người lướt ngựa gỗ xoay tròn, sau một hồi đặc hiệu, người nọ thập phần thượng đạo xin liên mạch. Tiên nữ giao giao thỉnh cầu lên mạch. Sau khi Bạch Kiều đồng ý, đập vào mắt là một khuôn mặt xinh đẹp. Chỉ là khuôn mặt này, nhìn có chút quen mắt. Bạch Kiều hơi nhíu mày, còn chưa kịp hỏi, phòng truyền hình trực tiếp đã như hòn đá rơi xuống nước, nhấc lên sóng lớn. Chương 10 Ngành giải trí điển hình tình lưỡng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Thiên, Thiên Đây là Mao Giao Giao Mẹ à, ta cư nhiên tại huyền học truyền hình trực tiếp gian nhìn thấy nữ minh tinh Giao Giao đẹp quá, tôi là fan của cô Mặt trời nhỏ đưa ra cẩm yên ngọc nến giao phấn uy vũ đưa ra siêu huyển xe thể thao tôi yêu IAOI tặng những bó hoa lãng mạn. Trong nháy mắt, Phan Mao Giao Giao xoát bình luận tặng quà, các loại quỳ liếm ngôn luận bá binh. Mọi người bình tĩnh một chút, ta chỉ là tới đánh xì dầu. Mao giao giao có chút ngượng ngùng, hướng Bạch Kiều vuốt cầm. Ta không cần xem bói, có thể đem cơ hội này chuyển tặng cho ta phan sao. Phan cưng của Mao Giao Giao phát biểu nhất thời soát một làn độ hảo cảm. Bạch Kiều nhìn chầm chầm Mao Giao Giao một lát, thản nhiên mở miệng. Nếu cô không hối hận, cô sẽ chuyển nhượng trên mặt Mao Giao Giao hiện lên một tia không vui. nàng vốn không phải là người mê tín, cũng ghét nhất Giang Hồ lừa đảo dùng phương thức nói chuyện giật gân gạt người. người dẫn chương trình đã nói như vậy, tôi ngược lại không muốn chuyển nhượng. Mao Giao Giao nhếch khóe môi, một đôi mắt nước ba quan liễm diễm, làm cho người ta nhìn liền thích. Mao Giao Giao cũng không có nói chính mình tố cáo, mà là có ý ám chỉ nói. dù sao ta làm đại chúng nhân vật, có trách nhiệm đánh giả phong sát kịch bản chủ đạo, kiều chủ đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Vàng thật không sợ lửa, ngươi có thể đưa ra bất cứ người hay chuyện gì muốn tính, về phần có đúng hay không cũng là do ngươi định đoạt. Bạch Kiều một tay chống cầm, lười biến nhìn Mao dao dao. Không thể không nói làm mỹ nữ chính là tốt, cho dù khiêu khích cũng làm cho người ta chán ghét không nổi. Mao Giao Giao đã ở trong lòng xác định Bạch Kiều chính là người dẫn chương trình kịch bản, cố ý muốn làm khó dễ một chút. Nàng suy nghĩ một lát, có chủ ý, ta muốn người giúp ta tính một người. Bạch Kiều nhìn thấu tâm tư mau giao giao, nhưng cô cũng không vạch trần, nói thẳng. Gửi ảnh riêng cho tôi. Tôi muốn cô giúp tôi tính toán vị trí hiện tại của bạn trai, anh ấy tên là Chu Giả, về phần ảnh chụp cô tùy tiện tìm trên mạng là có thể tìm được. Bạn trai mau giao giao cũng là ngôi sao giống như cô, hai người yêu nhau đã sớm công khai, giới thiệu không ít phan chính phú bạch kiều nhanh chóng tìm được ảnh chụp của chu giả chu giả lớn lên không tính là tinh xảo nhưng cũng thuận mắt ánh mắt của hắn tuy nhỏ nhưng rất có tinh thần sống mũi cao ngất có vẻ cánh mũi hơi lớn huyệt thái dương ngoài lông mày có nốt ruồi đen hơn nữa cười rộ lên có nhiều nếp nhăn đuôi cá tăng thêm vài phần mị lực của nam nhân thành thục chật bộ mặt cạn bã tiêu chuẩn này thế nào tính xong chưa mau dao dao không kiên nhẫn thúc giục nàng vốn là một nữ minh tinh nhìn không quen lừa gạt giờ phút này nhìn thấy bạch kiều chậm chạp không lên tiếng còn kém chế nhạo đối phương trước mặt mọi người bạch kiều bị thúc giục cũng không giận mà giả vờ thở dài ừ nhưng vị trí của anh ta không tiện nói bằng không tôi nói chuyện riêng cho anh đừng đại sư phát sóng không phải là vì hấp dẫn sao tôi cũng không phải là nhờ vả của anh không cần phải nói chuyện riêng mau dao dao chắc chắn bạch kiều muốn nói chuyện riêng giải quyết hết sức dứt khoát cự tuyệt bạch kiều yên lặng thật sự là cho đối phương cơ hội cũng không quý trọng bạn trai cô đang tán tỉnh người khác ở ktv không phải chứ không phải chứ ngôi sao ân ái muốn vàng qua wow, dưa này đủ nóng tôi thích phi chủ trì vì lưu lượng cái gì nói dối đều dám trải nhà ta chu giả ca ca không phải người như vậy được phan não tàn tự trọng vị này phát thanh viên nhưng là vừa mới bị chính thức chứng thực ư năm nay có tiền liền có thể quan lại bảo vệ lẫn nhau, có cái gì không dậy nổi ít mau giao giao nghe tiếng sửng sốt, lập tức trên mặt giận dữ, cô giơ điện thoại di động lên, tức giận nói. Đây là uy chắc anh ấy vừa mới gửi cho tôi, trên đó nói rất rõ ràng, anh ấy đang cùng đạo diễn, nhà sản xuất tham gia bữa tiệc. Chủ trì muốn lưu lượng là chuyện tốt, nhưng xin đừng phỉ bán người khác, ta bên này đã ghi lại video có quyền truy cứu ngươi pháp luật trách nhiệm. Ta không nói dối, ngươi có thể hỏi hắn. Giao giao tiên nữ, gọi điện thoại cho chu giả chứng thực ta ngồi chờ chủ trì vả mặt. Ai không biết giao giao tiên nữ cùng chu giả là giới giải trí nổi danh gương mẫu tình lữ người dẫn chương trình này bịa đặt. Chó nghe xong đều lắc đầu giao giao tiên nữ, gọi điện thoại cho chu giả. Chúng ta đều tin tưởng ngươi trong phòng truyền hình trực tiếp không ít fan giao giao mang tiết tấu, căn bản là không tin bạch kiều. Mao Giao Giao nhìn thấy Phan, cũng gọi điện thoại cho bạn trai trước mắt bao người. Theo ba tiếng đô đô đô, điện thoại Mao Giao Giao bị cúp. Điện thoại di động của cô chợt lóe, Chu Giả gửi tin nhắn tới. Không tiện, lát nữa nói sau.